Trò hề nhân vật chính trị tiêu biểu Phan Kim Khánh. Trong danh mục nhân vật chính trị tiêu biểu năm 2017 do luật khoa tạp chí bình chọn và quảng cáo có cái tên lại Kim Khánh, một người vi phạm pháp luật, một người chống đối chính quyền như Khánh này lại được vinh danh, nghe đã thấy buồn nôn. Cụ thể khi bạn bè cấp tập ra trường và bắt đầu tìm việc làm, sinh viên Phan Kim Khánh đã lĩnh mắc tội phạm chính trị với án tù lên đến 6 năm, cộng với 4 năm quản chế. Khánh bị bắt và khởi tố theo Điều 88 một luật hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 3 và bị kết án vào tháng 10 năm 2017. Ít ai ngờ được, Chủ tịch Hội sinh viên Khoa quan hệ quốc tế của Đại học Thái Nguyên, MC nổi tiếng của trường và là thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, lại phải chấm dứt sự nghiệp học hành theo cách như vậy. Khánh chỉ là một trong số khoảng hơn 20 nhà báo độc lập, nhà hoạt động nhân quyền bị bắt và bị kết án trong năm 2017. Kể từ năm 2000 đến nay, đây là năm bị đàn áp khốc liệt nhất của phong trào dân chủ. Bỏ tù những người như Khánh, đảng cầm quyền gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn dân. Họ đã, đang và sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai hoài nghi về năng lực lãnh đạo và tính chính danh của họ. Hết trích dẫn Đó là những luận điệu nhằm bảo vệ cho kẻ phạm tội Những hành vi phạm tội của Khánh đã quá rõ ràng không thể chối cãi Cơ quan công an cũng có đầy đủ chứng cứ nhằm chứng minh hành vi phạm tội của Khánh Khánh là bị cáo trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét phúc thẩm vào tháng 10 năm 2017. Kết thúc phiên tòa, Phan Kim Khánh đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và quản trị hai blog lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Báo Việt Nam. Ba trang trên mạng xã hội Facebook lấy tên là Báo Tham Nhũng, Tuần Báo Việt Nam và Dân Chủ TV. Hai kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là Việt Báo TV và Việt Nam Online. Liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác. Không những vậy, Phan Kim Khánh còn móc nối tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động ở nước ngoài để hoạt động. Phan Kim Khánh đã khai báo thành khẩn, thừa nhận do kém hiểu biết chính trị, pháp luật nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo, kích động, dẫn đến vi phạm pháp luật. Khánh cũng đã bày tỏ sự hối tiếc về việc làm của mình và đề nghị được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, báo hiếu cho mẹ là công dân có ích với đất nước tượng vừa bị bắt là Bùi Hiếu Võ, sinh năm 1962, thường trú Hoa, tại tra, quận Gò Vấp, thành phố an. Hồ Chí Minh và Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, thường trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5 năm 2015, Bùi Hiếu Võ đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống nhà nước, kích động các hoạt động phá rối an ninh trật tự và bạo động. Hiếu Võ đã kích động sử dụng bom xăng và axit tấn công lãnh đạo Đảng, nhà nước và lực lượng công an. Hiếu Võ đã móc nối với các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân tại Úc để bàn bạc, trao đổi và cùng phát tán thông tin trên Facebook. Từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh đã lập và quản trị hai blog, ba trang trên mạng xã hội Facebook, liên tục đăng những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hoạt động thì Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó có Nguyễn Văn Hải, tức là Hải Điếu Cày, đồng thời còn móc nối tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động khác. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Thái Nguyên đang tập trung điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.